chứ không phải là không không có cái chuyện mà bả sang bà quá, thì tao nghĩ chuyện này chắc nó dừng lại mất, nó lâu lắm rồi chứ không phải là nó kéo dài tới điểm này. Tôi đã tôi đố ông mà ông đơn phương dừng lại đấy, có nghĩa là trong quá trình mà đi cái sự việc khi gia đình hết tiền rồi gây cấn về vấn đề tiền bạc rồi mới gây bức xúc lên, gây lên để cho gia đình anh Vũ là tự ý buông khỏi cuộc chơi, tự ý là bỏ cuộc. À, sau này người ta còn cái cớ để người ta chửi, có cái cớ để người ta nói. Có nghĩa rằng trong quá trình tôi đang đi mà do gia đình không muốn đồng hành nữa thôi, chứ tôi đâu có muốn bỏ đâu. Tôi nói ông nghe nè, ông nhận vợ ông nhận tiền của người ta là 4 tỷ 530 triệu, thì tôi dám thách luôn, nếu mà không xảy ra câu chuyện gì đố mà vợ ông dám cái đơn phương chấm dứt cuộc chơi này, vợ ông không dám đâu, có anh găng hùm cũng không dám đâu. Tiền của người ta đó là đã nhận rồi đó, đó thì không làm thì trả lại, còn không trả thì cũng cũng phải là kéo rơ thôi, không trả cũng là kéo rơ thời gian thôi, cũng là cũng tới rồi đó. À, bây giờ nó cũng là tới rồi đó. À, cứ thế gia đình cứ đu theo đó. Khi mà gia đình hết tiền rồi mới cảm thấy là bất sức. À, gia đình hết tiền rồi mới cảm thấy là nó bực bội. À, cái chi cũng phải có cái gọi là cái giá của nó chứ. À, bốc mồ bốc mã chi mà cái như là bốc cái như là 1 tỷ bạc rồi bây giờ cũng không có đâu, không có cái gì. Đó. Rồi tất cả mọi khoản tiền mà con thấy nghe gì hay nói rồi, trời ơi, bà đâu có thấy mặt mũi hợp đồng nào đâu. Đó. Bà đâu thấy mặt mũi hợp đồng đồ gì đâu mà bây giờ cái bảo rằng là thế này thế nọ thế kia. Chung là mình là người ngoài quý bà con, nhưng mà nghe những cái lời của là cái cặp đôi này đó, họ xâm kiếm hợp bích á, nói thật sự so với họ là hoàn hảo, nhưng mà so với xã hội là nó lòi cái đuôi ra. Tôi nói quý bà con nó to như nó thật sự như là cái bắp dớ vậy đó. Nó lòi cái đuôi ra đâu. Chung là qua cái cách anh này anh nói chuyện với Vũ là mình thấy là bản chất cái vấn đề nó đã lòi ra hết rồi. Anh không dám bỏ cuộc khi mà anh chưa có một cái vấn đề gì với gia đình. Nha. Anh bỏ cuộc đó thì anh cũng phải có cái vấn đề chay. À, đây là anh đang gây sức ép để cho Vũ tự ý bỏ cuộc, để cho gia đình gì hai tự ý bỏ cuộc. À. Chứ còn bản thân anh đâu có ngu mà anh bỏ cuộc giữa chừng. Anh bỏ cuộc giữa chừng là anh phải trả tiền lại, gọi là thối tiền lui đó. À. Dễ không? Mà bây giờ tôi nói thật sự, không bỏ cuộc anh cũng phải thối tiền lui. Trong cái trường hợp này là nói thật sự không ai mà cái như là chấp nhận cái kiểu này cả. Đấy. Mình lên cộng đồng mạng là một doanh nhân, sao cư xử mà kỳ vậy? Một doanh nhân là nó phải là cư xử nó cũng là đầy đủ tính nhân văn đạo đức một con người. Đấy. Mình còn nhân viên, mình còn cái như là giúp cho xã hội thế này thế kia, mà trong gia đình mình là đã như vậy rồi đó, thì xã hội còn cái ai mà tín nhiệm mình hay không? Đúng không? Bà còn lên bà nói bà là một người cái như là nó thật sự cũng đóng góp cho xã hội cũng nhiều. Ở trong gia đình là như vậy đó, thì tôi hỏi quý con họ đóng góp được gì cho xã hội? Đó. Cứ lên đó rồi nó thật sự cứ toàn là ôm bom nổ không? Đó, tội là tội cho cái người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh rồi. À, bây giờ lại gánh thêm một cái cơ số nợ. Chơi đó là quá tàn nhẫn. Chơi đó thật sự không ai chấp nhận được. À, gặp gia đình anh Vũ hiền đó quý vị, tôi nói thật á, gặp gia đình người khác á, là những ngày vừa qua họ làm tới nơi rồi, khi mà họ đưa cái số tiền mà nó vực mộ vực đồ lên đó mà không làm là người ta bách từ vấn đề đó là người ta làm tới rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. 1 tỷ bạc của người ta bây giờ bảo vực mộ lên, mà vực mộ nào lên 1 tỷ? À, cơ quan chức năng người ta tới thì người ta cũng phải căn cứ vào tất cả các quy định của pháp luật. À, cảm thấy có cái dấu hiệu là mình có đơn thư gọi là cái như là kiến nghị là người ta xem xét tất cả mọi tình tiết, thì cái như là thật sự người ta cũng phải tới người ta làm thôi. Đấy. Làm chứ có cái chuyện mà bây giờ cái như là bỏ 1 tỷ để vật bộ. Cái này nó thật sự nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều cái vấn đề sau này đó nghe. Rồi cái tính đây loạn choạng là nó dính vô cái tội gọi là cái như là thế này thế nọ thế kia đó, rồi sẽ biết cái cảnh nếu như mà gia đình anh Vũ mà có đơn thư khiếu nại, cái đơn thư tố giác vấn đề này, tôi nghĩ rằng cái cô này nó thật sự không bao giờ nó thật sự trốn trời khỏi nắng đâu. Đừng có làm cái trò như vậy.
Cho nên á, mày đi làm có về mà nói với mẹ á, bà có thể có kêu gọi gì đó kêu gọi, nhưng mà bà đừng có lên mạng bà xen vào cái chuyện, bà đừng có nói linh tinh lên cái chuyện mà công an đang vào cuộc, rồi cái chuyện mà không biết là tới đâu rồi không có nắm cái gì hết. Bà trả lời câu đó tao thấy tao rất là buồn phải không? Đủ bao nhiêu lâu thời gian chúng cháu mình đi rồi mày, nhưng tao thương gia đình mày rồi tao bỏ công sức đủ biết bao nhiêu. Mà kết quả đâu bây giờ, vấn đề người ta hỏi kết quả đâu đó, thì ông tới gặp ba mặt một lời đi chứ, đúng không? Đã gọi là người trong gia đình quý bà con, tại sao người ta thắc mắc mà cả vợ lẫn chồng không tới giải thích hả? Tôi nói thật sự đừng có ép người ta quá, đừng có ép người ta vào cái đường cùng. Bản thân người ta bỏ tiền ra là nó thật sự người ta đánh đổi cả tất cả cái cả gia đình rồi. Những ai mà có số đó là cái mà dì hai đem đi gọi là đi xử lý hết rồi đó. Người ta bây giờ dùng cả cái gia đình của người ta để mà cái như là đánh đổi vào cái lời nói của mình đó, thì mình bây giờ bản thân mình đã có trách nhiệm gì hết chưa? Anh cứ bảo rằng anh đi giúp người ta, anh đi giúp người ta, giả sử anh không nhận tiền của người ta là anh nói được, còn anh đã nhận tiền của người ta đó thì anh đừng bao giờ mà nói giúp người ta, anh đi làm thuê cho người ta đó thì anh phải có trách nhiệm với ông chủ nha. Còn khi nào đó mình không nhận tiền, tôi chẳng cần biết là anh nhận tiền anh chi và vấn đề chi, nhưng anh có nhận tiền à, vợ anh có nhận tiền chứ không phải anh, vợ anh có nhận tiền thì đừng có nói cái chuyện mà giúp hay không giúp ở đây à. Bây giờ tiền đấy mà cũng chưa giải trình ra là tiền đấy mình sử dụng vào việc gì, mà toàn là chỉ hưu chỉ nay xong rồi bây giờ cái ngồi đó mà chờ, đúng không? Ai đâu mà chờ, mình chờ được chứ còn cái tiền lãi ngân hàng có chờ được đâu, đúng không? Tiền lãi dây ngoài có chờ được đâu. Sao không hiểu cảnh cho người ta? Nếu mà gia đình không lên nói là cái câu chuyện này, tôi nói với con nó bưng biết hết. Câu chuyện này không bao giờ nó thật sự có kết quả gì trong cái chuyện của chị Kim Hà. Mà gia đình là cũng là kiệt quệ luôn, không còn khả năng để xây trở. Khi nào đó thật sự hàng xóm mới biết là cái căn nhà của dì hai là thay đổi chủ mới, lúc đấy mới mà đổ bỡ câu chuyện ra hả? Mình nói thật sự là một người bà con kể chi mà nói thật sự bây giờ anh lên anh nói ở đây nó thật sự là chết quốc rồi, đúng không? Ủa sao không cho người ta chia sẻ lên xin gạo anh, mà chẳng lẽ thật sự chẳng người ta không hỏi hả? Anh biết ngày xưa vợ anh lên cộng đồng mạng thông báo cái chi không? Không nhận tiền của cộng đồng mạng tôi lo hết, cháu của tôi có trách nhiệm tôi lo. À, cho Kim Linh một cái suất học bổng ở nước ngoài à, rồi đến bây giờ bé Kim Linh nó thật sự ngoài đâu ra nước đó luôn, chứ nước ngoài không nữa, nó chơi cái gì mình tào lao vậy à, lên cộng đồng mạng mình nổ như bom đó, rồi bây giờ nó thật sự toàn bom xịt không à. Còn trách người ta tại sao thế này tại sao thế kia, tôi nói quý con không có hai cái từ tại sao trong vấn đề này, mà anh đang đi hỏi ngược, anh phải hỏi bản thân vợ anh đi. Rồi làm cái gì, sử dụng vào cái chi, rồi những ngày vừa qua cộng đồng mạng đóng góp những cái gì. Cộng đồng mạng là toàn là những người mà cái như là chưa bao giờ gặp mặt gì hay, nhưng mà kẻ ít lòng nhiều đó, của ít lòng nhiều, người ta cũng là gửi cho dì hai cũng đôi được đôi ba triệu để mà dì hai cái sống qua ngày. Còn bản thân anh chị những ngày vừa qua, đây là một trong những cái câu chuyện mà thiết thực nhất, bản thân anh chị đã giúp được cái gì cho gia đình hay chưa? Đã mua cho gia đình được một cân gạo nào hay chưa? Mà bảo rằng là đi giúp, à, đây là một trong những cái đó. Anh tới anh giúp thực tế bây giờ mới có một tính nhân văn, nó mới xác thực. Chứ còn những cái lời mà anh nói trong suốt khoảng thời gian vừa qua anh đi giúp tôi không tin. À, một trong những lời nói là tôi không tin vì không có cái luận chứng, không có kết quả, không có cơ sở. Đấy. Giúp bây giờ đấy, gia đình người ta đang đói mèo đó, tới giúp đi. Đấy là mới giúp đó. Đó. Rồi trả tiền lại cho dì hai mới gọi là cũng giúp đó, giúp cho dì hai thoát khỏi cái gánh nợ nào. À. Giúp cái gì? Giúp cái gì mà lúc nào cũng trấn an là tao đang giúp gia đình mày. Ủa, bộ mình giúp gia đình người ta rồi mình muốn làm chi mà làm hay sao? Hả? À. Mình giúp gia đình người ta rồi đó, thật sự mình muốn hỏi tiền lúc nào mình hỏi hả? Ủa sao kỳ vậy? Hỏi tiền phải có cái mục đích chứ, sử dụng vào vấn đề chi chứ. Ở gia đình người ta đâu phải là nhờ anh chị đi trị án đâu, mà có bao giờ nhầm hay không hả? Có bao giờ mà nhầm cái chỗ nào hay không chứ, gia đình người ta là đang tìm cái sự thật liên quan cái chết của con em mình mà.
chứ người ta đâu nhờ mình đi chạy án. Cho nên nhiều cái vụ tôi nói bây giờ nó thật sự cũng là vô xưng danh rồi, tôi quen ông này ông nọ ông kia, cuối cùng giao tiền cho họ rồi thật sự sau này có đòi lại họ trả cho trả sợi dây thun. Toàn là nó thật sự những người, tôi nói quý bà con nha, có một cái điểm chung này, có một cái điểm chung mà những con người họ lừa đảo thì đại đa số họ vô bắt đầu là họ trang bị cho họ một cái vỏ bọc. Thứ nhất là cái như là cái vỏ bọc về kinh tế, nhà cửa xe sang áo quần cũng bánh toán, dây là chung là không có một hạt bụi nào dính vô luôn. Rồi vấn đề thứ hai là cái như cái mối quan hệ, vô họ cũng nố, tôi quen ông này ông nọ ông kia, bắt đầu là cái như là đâu đó. Khi mà tin nó nghe trời ơi nhiều cái mà nó xảy ra lắm. Mà về nhà của họ đó thật sự cơm còn không có ăn, mà ra đường toàn thuê đồ thuê xe chạy ra để lừa đảo. Tôi nói thiếu cha gì mấy cái vụ án mà đã từng cái như là lừa đảo mà lên trên 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 không gian mạng có nè, lừa đảo trực tiếp có nè, anh em bà con họ hàng có nè, toàn là ban đầu người ta tạo cho họ một cái vỏ bọc rất hoàn hảo luôn. Rồi đỡ tin, tin mới lừa chứ đối với bà con. Người ta bảo rằng tấm thần có tóc cho ai, tấm thần chập đầu đúng không? Mượn cái là thật sự nhìn cái nhà nó có lúa mới cho mượn gạo chứ. Đấy đó, cái kiểu đó đó. Là vô là dính cháu thôi, cái cần vô là chết thôi. Đi lặn lội đi làm để tìm ra công lý, nhưng mà bây giờ cái việc nó quá khó. Con đi làm chứ về phải chờ đợi người ta đang làm, thì tao nghĩ cái việc này nó chắc cũng không phải là nó dìm đâu. Một sớm một chiều nó sẽ ra ngô ra khoai, hiểu không? Cái câu anh trả lời nó đã mơ hồ rồi. Riêng câu anh trả lời nó thật sự như tôi là tôi không có đưa anh một xu một cách luôn. Đừng nói chuyện đưa 4-5 tỷ. Ủa anh đã biết cái vụ này khó, thì cái vấn đề đó anh giải quyết là từ đâu? Anh đi tới ban ngành nào, tới cơ quan nào, bắt đầu anh gõ cửa. Anh muốn mà cái sự việc đây đó nó rõ ràng đó thì anh cũng phải tới ngay cái chỗ mà cái nơi mà người ta cái thụ lý vụ án ban đầu đó, rồi tất cả các hồ sơ rồi anh mới là xin chuyển hồ sơ đi cái nơi khác, thế rồi tất cả mọi cái. Đằng này tôi thấy với các anh những động thái đấy anh đã làm hay chưa, mà anh bảo rằng đây là một cái vụ án mờ, một vụ án khó. Khó sao nhảy vô làm hả? Mình cảm thấy vụ án này không có khả thi sao nhảy vô làm. Rồi anh còn hứa hẹn anh chơi cái thời gian dây su rồi sẽ có một ngày nó sẽ có kết quả thôi. Thế ngày đó là ngày nào? Ngày đó là ngày nào? Đừng có nói tôi là ngày đó là xa xôi lắm nha. Ngày là ngày nào anh cho gia đình kết quả chứ, cho một cái ngày mất thời gian chứ. Thậm chí vấn đề trong quá trình anh làm việc mà anh không cho gia đình biết luôn. Mà gia đình ráng mà gồng người bây giờ ai ai nói thật sự, mặc dù gạo không có ăn chứ còn cơ bắp là cuồn cuộn rồi, do gồng người quý bà con, cái ngày nào cũng ngồi gồng rỉ đấy rồi chờ kết quả của chị bí ẩn đó, thấy không? Cứ ngồi mà gồng người biết, thậm chí đói không có gạo ăn cũng ngồi mà gồng người để mà gánh chịu gồng biết, cuối cùng là bắp chuột bắp đồ nó to to, nó thật sự cái như là cái gì là chuột chù đó. Cuối cùng anh bảo rằng đây cũng là một vụ ăn khó. Khó sao mình làm? Khó ngay từ ban đầu mình phải có một hạch định sẵn, hạch định xác thực chứ không phải một trong những kế hoạch mà nó hư ảo rồi đi tới này tới kia tới nọ rồi vực mộ lên là bác. Cái chỗ vực mộ lên là bác đó, chết rồi chết chỗ đó. Tào lao. Và thời gian gần đây á, là đâu phải là bà kêu mày qua để mà bà kêu mày đưa tiền hơn đưa tiền hay gì để đi làm tiếp đâu. Tức là mấy anh bay bây giờ công an nó đã vào cuộc, nó làm như vậy rồi thì mấy anh bay chỉ cần tụi mà ta cần thông tin gì gọi mày hay là gọi con Linh, thì mày cầm cái chứng từ những cái gì mà công an người ta cần thiết á, mày cứ mang tới đó cho người ta tiếp nhận rồi người ta điều tra. Tôi nói ông tiền đâu nữa mà gọi người ta tới đưa tiền tiếp, giờ ông có bảo người ta đưa tiền người ta cũng không có tiền để đưa. Ông cũng biết người ta hết tiền 1 tỷ cuối cùng là vợ ông còn hứa sẽ cho mượn lại để mà trả mà. Đúng không? Tiền ở đâu mà người ta đưa nữa? Hết rồi. Đó. Cho nên cái chữ qua chữ lại đó, lúc mà bức sức quá rồi nó nóng lên đó, rồi bắt ông Vũ ra chữ đó quý bà con. Tôi nói thật sự đó.
Thế thì nó thật sự chị đâu phải là người đại diện. Chị là người đại diện thì tất cả mọi hồ sơ chị làm, chị theo dõi trong suốt quá trình vừa qua thì chị phải là người lưu hồ sơ và chị phải là người đích thân tới cơ quan chức năng chị làm việc khi có cái sự yêu cầu. Chị bảo chị là người đại diện gia đình đâu. Chứ còn nếu như nó thật sự mà đi mà giống như là đi cò như chị đó thì nó thật sự chi phí cao quá. Đã là đại diện bả lên mà nói bả là đại diện gia đình. Mà tại sao đại diện gia đình mà cái như là phải bắt bé Kim Linh hay là bắt ông Vũ hay là bắt những người đây phải cầm hồ sơ chạy vô, chạy ra. Biết người ta đơn chiếc người ta cũng là chưa bao giờ mà tiếp cận trong cái môi trường này. Đó, thì tôi nói quý bà con chỉ cần tới mà nói thật sự hỏi mà không biết đừng trả lời thì cái cơ quan chức năng người ta làm việc nó cũng khó khăn. Mình là người đại diện gia đình đỡ đi giải quyết vấn đề này, tại sao phải là cái như là bắt anh Vũ phải cầm hồ sơ đi này đi nọ đi kia. Đây giống như là cái dịch vụ cò đó quý vị, đúng không? Mình là người đại diện thì mình phải là thay mặt gia đình đã đi, đi chung luôn rồi cái gì đó. Ông nậu đại diện chi mà cái gì đó cũng bắt người ta chạy lên, cái gì cũng bắt người ta chạy lên. Đại diện chi mà kỳ vậy. Mà bản thân anh Vũ cũng là một người nông dân thuần. Thì anh đâu có rành về vấn đề pháp lý. Ở nhiều lúc tới rồi cơ quan người ta làm việc người ta hỏi ít ra đó. Tôi nói để cho ông bà này ông hiểu nè. Khi mà ông bà đó bảo rằng bản thân mình là đại diện đó, ít ra là trong cái quá trình đi lại đó các ông phải có một luật sư bên cạnh. Đi đâu và làm gì thì người luật sư đó mới là người đại diện gia đình trong suốt quá trình làm việc. Người ta vô người ta làm việc cơ quan chức năng. Chứ không phải là nó thật sự ông bà bảo rằng người đại diện mà đi đâu cũng lôi cổ Vũ theo. Đó. Bao nhiêu hợp đồng bảo ký hợp đồng luật sư này luật sư nọ, tại sao ở trong suốt quá trình đi làm việc cơ quan chức năng không thấy mặt mũi luật sư? Thế ký hợp đồng luật sư đó làm chi? Luật sư là người ta đại diện, người ta đi làm việc cơ quan chức năng, người ta thu thập tất cả thông tin để mà củng cố những cái hồ sơ. Bây giờ trong quá trình đi làm việc mà không thấy luật sư đâu, thế thuê luật sư làm gì? Thuê luật sư cho vui hả? Rồi cái hợp đồng nào mà gọi hợp đồng luật sư gia hạn lại? Gia hạn lại anh hợp đồng thì trong quá trình đi làm việc của tại sao phải lôi cả bé Kim Linh với là ông Vũ theo làm chi? Tất cả hồ sơ là luật sư nắm hết rồi. Nếu như có luật sư đại diện, nếu như có ký hợp đồng luật sư thì gia đình nhẹ nhàng lắm. Bà con thấy vụ án của Hồng Loan không? Cũng có luật sư đó. Tất cả luật sư làm hết, Hồng Loan chẳng qua là đi chung với luật sư để mà nắm bắt tình hình. Còn luật sư là người ta vô là người ta làm việc hết. Người ta nắm luật, người ta nắm cái quy trình làm việc, người ta sẽ biết là trả lời như thế nào và không nên trả lời như thế nào. Đấy, làm mới là nhờ tới anh luật sư. Không ai mà nó thật sự ký hợp đồng luật sư mà gia đình không nhìn mặt mũi anh luật sư đâu. Đúng không? Ký hợp đồng luật sư thì trong quá trình đi làm việc với cơ quan ban ngành từ Nam ra chi Bắc thì anh luật sư phải là người đồng hành cùng với gia đình. Đi làm thì có cái chuyện ký luật sư mà gia đình không thấy mặt anh luật sư đâu mà ký cái gì? Ký cái hợp đồng chi? Bà con thấy có nhiều cái gọi là nó cũng là cũng hơi bí ẩn đó quý vị. Tôi thấy là cái này hơi bí ẩn đó. Hiểu không? Chứ không phải lo tiền thêm hay là để mà làm cái gì hết, rồi tự nhiên mà đi gọi điện là lên mạng rồi làm vậy, tôi thấy nó mất đi hình ảnh của gia đình mình, phải không? Trời ơi, cái gia đình mình còn gì nữa đâu mà hình ảnh ông nậu. Cái gia đình tôi nói thật sự cộng đồng mạng là luôn luôn yêu thương gia đình đấy, cho nên cái hình ảnh gia đình anh Vũ là không mất đâu. Tôi nói là người ta thông cảm cho gia đình anh Vũ không hết, người ta yêu thương gia đình không hết, nhất là hình ảnh hai đứa trẻ là bé Kim Linh và bé Sơn. Đấy, và cái người dì hai, người ta yêu thương không hết, người ta bảo vệ không hết, thì làm chi có chuyện mà vì một cái hình ảnh nhỏ nhoi như vậy mà cộng đồng mạng lại chê cười, đúng không? Riêng gia đình anh Vũ nha, dì hai, hai đứa cháu ngoại và những người con của dì hai, cộng đồng mạng là yêu thương, cộng đồng mạng sẽ dành cho một cái góc nào đó của một trái tim mình
để hướng về họ những cái sự mà yêu thương, những cái lời chia sẻ. Cái cộng đồng mạng không có trách, không có cười, không có giận, không có hờn gì gì hay cả. Mà cái như vấn đề anh đừng có nói là người ta nhìn vô gia đình mình, mà chính là người ta đang nhìn thẳng vô cái mặt của anh, nhìn thẳng vô cái gia đình của anh đó. Chứ người ta nào nhìn vô gia đình của mình, gia đình mình nào, gia đình này, anh phải bảo là gia đình của bác hay là của chú gì đó. Cái sự việc đã tề lê ra như vậy rồi, anh còn muốn là cái như là bưng bít bưng sao được hả? Tôi nói người ta yêu thương gia đình gì hay không hết, nhất là nhìn hai hình ảnh của bé đó, Kim Linh với là cái như là cô Sơn đó. Như thứ hai nữa là khi mà nhớ lại câu chuyện mà đi du học mà nó bị vỡ vụn đó, người ta còn thương bé Kim Linh nhiều hơn nữa đó. Thì làm chỉ có câu chuyện mà để người ta nhìn vô gia đình mình. Anh ơi, tạo quá anh ơi, nhìn vô chỗ chị bí ẩn đó. Chứ còn nhìn vô cái gì mà nhìn vô gia đình, đúng không? Mà người ta nhìn vô chỗ chị bí ẩn thì người ta thấy câu chuyện là càng bí ẩn hơn cái mà người ta đang xót cho gia đình cái điều này. Anh còn nói thật sự, ở đến giai đoạn mà đây gì hay không lên tiếng nữa, tôi nói cái sự việc này là mãi mãi chìm vào trong quên lãng. Số tiền là xem như mùa quýt mới lấy lại được. Cho nên tôi cũng mong rằng ở chỗ gia đình dì hai đó cũng phải nên sớm mà coi như là làm một cái đơn thư tố giác. Còn tôi nói bây giờ cái dịch vụ luật sư văn mấy văn phòng luật bây giờ tôi nói quý con không thiếu, giá cực kỳ hợp lý, mà người ta làm việc rất có tâm, người ta làm việc đến nơi đến chốn luôn cho mình. Không cần thiết phải là nói thật sự phải thông qua một cái dịch vụ cò đây là thật sự cò lông nhiều quá rồi, cò đây thấy cò lông nhiều quá rồi, chơi không chơi. Tôi nói 4 tỷ mấy bạc đấy, tôi nói quý bà con là thuê một dịch vụ luật sư ngay từ ban đầu như tôi cũng đã từng lên tiếng đó. Tôi nói là cực kỳ đơn giản, người ta làm tới đâu người ta báo cáo gia đình tới đó, đi đâu cũng có luật sư bên cạnh. Bà con thấy tiện lợi không? Quá tiện lợi, quá phù hợp. Đấy. Còn ai đâu bây giờ nó thật sự đi với chỗ cô bí ẩn đi, mà nhiều lúc cổ vui thì cổ còn cười, cổ buồn thì cổ nắm đầu ra cổ quay như dế, mà cổ mà nó thật sự cổ ngứa cái miệng cổ lên là cổ đè ra cổ chữ thôi. Tôi nói chơi đây là ai chơi, đúng không? Chơi đó cực kỳ không chơi. Đấy. Cho nên mong rằng chỗ gia đình anh Vũ sớm phải có cái động thái đi. Chứ còn càng đỡ lâu là nó thật sự giấc mơ, gọi là cái giấc mơ này nó căng lắm, càng đỡ lâu là càng nguy hiểm. Khi mà bên kia đó quý bà con, họ củng cố lại tất cả những bên kia là chắc ăn, họ phải có cái sự chuẩn bị đâu. Riêng bên kia đó, riêng chỗ người bí ẩn chắc ăn họ đã tính tới vấn đề bây giờ đó, là cái như sẽ có một ngày câu chuyện đổ bể. Thì ngay từ cái thời điểm mà họ vào cái gia đình đó, họ đã có những cái bước đi, có những cái chuẩn bị hết rồi. Đây. Cho nên cẩn thận cái vấn đề thứ hai. Thứ nhất là làm những đơn thư tố giác. Thứ hai, tất cả các mà tài liệu có được, những cái bằng chứng thì cũng phải nên lưu trữ lại một nơi nào đó để đảm bảo sự an toàn. Chứ còn tôi nói quý bà con, khi mà đã đến cái giai đoạn pháp lý rồi, cái quan trọng nhất là những cái bằng chứng, những cái mà chứng từ phải lưu trữ lại bằng mọi giá, gửi lên mail hay scan qua đi. Gọi là đi photo rồi công chứng nhiều bản lên, rồi cứ là mỗi nhà giữ mỗi bản, cứ là nhà anh Vũ giữ vài bản, nhà mấy anh kia cũng giữ vài bản, cái thật sự chia ra, đừng bao giờ bỏ trứng chung trong một rổ, tất cả mọi cái, và đừng bao giờ đưa cho họ bất kỳ một tài liệu nữa khi mình đã có cái quyết định về pháp lý. Tôi nói cộng đồng mạng giai đoạn này, cộng đồng mạng cũng đang ủng hộ, thì tôi khuyên rằng gia đình phải làm cho nhanh. Còn riêng quan giả sử như luật sư luật đồ đấy, tôi nghĩ cũng không cần phải quan ngại, không cần phải quan ngại, không cần lo lắng đâu. Khi mà người ta giúp là giúp bằng cái tâm. Dĩ nhiên là cái dịch vụ người ta mở ra là người ta cũng phải tính phí đâu, nhưng mà vấn đề là cái tâm của người ta nó đi chung trong cái nghề nghiệp của họ. Bó tay. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả quý bà con cho tôi kết thúc cái câu chuyện tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like nha quý vị.
Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn, và mong rằng tất cả các bà con có một cái lời động viên an ủi đến gia đình, để cho gia đình có một cái niềm tin, có một cái động lực để tiếp tục đi tiếp trên những cái chuỗi ngày còn lại. Xin cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều, và hẹn bà con vào cái chương trình tiếp theo nha quý bà con. Cái này nếu mà phân tích ông nội này chắc tôi nghĩ chắc phải tới rằm tháng giêng nha quý bà con. Ông nói nhiều cái là mình nghe cũng thấy là chói tai. Cảm ơn quý vị nhiều nhé. Bye bye tất cả quý bà con.